Ngày 22 tháng 7, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực châu Âu đã kêu gọi chung tay hành động chống biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đợt nắng nóng như thiêu đốt hiện nay ở châu Âu đã khiến hơn 1.700 người ở bán đảo Iberia, gồm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tử vong chỉ trong nửa đầu năm nay. WHO dự báo, số lượng nạn nhân tử vong do nắng nóng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ có xu hướng tăng thêm trong những ngày tới. Tại Tây Ban Nha, đợt nắng nóng được dự báo sẽ kết thúc vào đầu tuần này. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn trên 40 độ C ở nhiều nơi trên đất nước. Còn ở Bồ Đào Nha, nhiệt độ tại thành phố Liria vào tuần trước đã ghi nhận ở mức cao kỷ lục gần 45 độ C. Theo các hãng truyền thông Tây Ban Nha, đất nước này đã chứng kiến các đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong năm nay do sóng nhiệt càn quét. Cháy rừng hàng loạt đã phá hủy hơn 197.000 hecta rừng ở Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm nay. Ở một diễn biến khác, nước Anh ghi nhận hơn 13 trường hợp tử vong trong đợt thời tiết nắng nóng kỷ lục vào đầu tuần này. Các nhà chức trách đã khuyến nghị người dân làm việc từ xa nếu có thể và thực hiện các biện pháp phòng ngừa nếu làm việc ngoài trời như uống nhiều nước.